xe máy 50cc Way Alpha model 2023 Kawasaki đèn led đã về đại lý, và xe ga 50 Vespa Kawasaki Benla model 2023 vừa về đại lý với đầy đủ các màu sắc. Với Alpha 50 Kawasaki đèn led model 2023 rất là nhiều màu đẹp, đầy đủ 12 màu đẹp, phục vụ cho học sinh, sinh viên và mọi lứa tuổi lưu thông trên đường khi chưa có giấy phép lái xe A1, màu xám bóng này, đen bóng, xanh tím cửu long bóng, xanh ngọc bóng, đen ánh kim, xanh lơ bóng, xám, xám bóng, trắng ánh kim, đen ánh kim. Xe ga 50 xanh tím cửu long, xám bóng, đen mờ, xanh rêu bóng, trắng ánh kim, đen ánh kim, xám bóng, đen ánh kim và màu ghi sáng. Rất đẹp. Xe số đẹp là xe ga 50 Vespa Benla Kawasaki đời 2023 của Nga, xe cực kỳ đẹp luôn. Xe số 50cc Way Alpha Kawasaki đèn led model 2023 dành cho học sinh, sinh viên và mọi người khi chưa có giấy phép lái xe. Và là xe ga 50 Vespa Benla Kawasaki model 2023. Xe này cũng dành cho học sinh, sinh viên và mọi lứa tuổi khi chưa có giấy phép lái xe A1. Đi ăn rất ít nhiên liệu, rất ít xăng.